Chào các bạn nhé. Đây là cái công tơ điện tử với cái mã của nó là PZM-061, cái mình đang dùng này. Còn hiện tại là cái video này mình sẽ thử sửa cái model nó là PZM-022. Mình thấy thông số nó khá là giống và cái thương hiệu cũng là giống cái thương hiệu này nhá. Điện áp vào của nó là từ 80 cho đến 26 nhá, và cái dòng đo của nó là từ 0 cho đến 100A, giống hết con này luôn. Nhưng có lẽ là cái màn hình này là màn hình màu tím, chắc là màn hình màu hay LCD gì đấy, thì mình có rõ của mình thì màu trắng như này. Cái gì nó đập vào đây nó đã bị chảy mực rồi nhưng mà chưa hỏng, nhưng mà có màn hình này thay rồi của ông Lê Tân, ông hỏng hỏng bo bảo là giữ yên đấy để lúc nào em lên em lấy màn. Thì cho chúng ta tham khảo nhé. Điện áp AC 220 vào đây này các bạn nhé, bởi vì chúng ta sẽ nhìn đây là AC này, nó sẽ đi theo cái dây này đi tới đó, theo cái dây này đi tới để nuôi nó hoạt động là một, và cũng là đo được cho nó để hiển thị được điện áp là hai nhé. Sau đó là cái tải của chúng ta là cái bóng đèn này, thì cái điện áp 220 này đi một dây tới bóng đèn rồi chạy qua bóng đèn sẽ đi qua quận CT. Khi chúng ta mua cái công tơ này là nó sẽ kèm theo một cái quận CT. Quận CT là quận gì? Nó là cái lõi sắt từ, lõi sắt silic thôi, bên trong nó có rất nhiều quận vòng dây, nó đưa ra thành hai dây này. Thì tóm lại là dòng chảy ngược xuôi trên cái dây xuyên ngoài thì đó là quận sơ cấp. Nó sinh ra từ trường trên lõi sắt từ này, bởi vì nó là chỉ là 50 Hz mà chứ không phải là CT ở tần số lớn. Ở CT mà đo đầu vào AC của bếp từ đơn ấy, thì nó cũng thế. Còn nếu CT mà của bếp chạy hấp lửa cầu ấy mà nhận nối cái thứ qua nó ấy, thì nó đo của một đầu dây ra mâm tử ấy, thì nó là CT, nó là lõi ferrit nha, bởi vì tần số cao. Thì tóm lại là cái quận này sinh ra điện áp cảm ứng sẽ đưa về đây để cho nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết được là dòng tiêu thụ của cái công suất tải nó là như nào, và nó đo được là cao nhất là thấp nhất là 0 và cao nhất là 100A nha mọi người nhé. Và do đó mà hai cái đầu này thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến, là vì nó ra là cả điện áp cảm ứng nó là AC, chúng ta không cần quan tâm. Đây mình nói kỹ cho mọi người biết những cái đầu này là rất nhiều bác amateur, những người bác có thích là mua cái này về là không biết lắp đặt nó như nào này, rồi lắp sai các thứ ấy các bạn ạ. Mình muốn hướng cho mọi người không chuyên thôi, còn các bạn thợ thì biết hết rồi nhá. Chúng ta vào Google, chúng ta search Google ấy, bây giờ cứ điện thoại gì cũng có mạng, cứ Google đánh chữ PZM-022 nó sẽ ra con này thôi, hoặc PZM-061 chính là ra cái con này của mình. Con này mình dùng đến quá lâu rồi, đời đầu tiên nhá. Nó chỉ có bốn thông số: điện áp, dòng tiêu thụ, công suất. Và cái này nó hiển thị ảo thôi, lúc thì như này, lúc thì không các bạn ạ. Mình đã bỏ nó đi qua ấy rồi mà vẫn bị thế, kệ nó thôi, nó đo chuẩn lắm mọi người. Thì chúng ta mua, sau đó chúng ta xem cái thông số này, chúng ta lắp nhé mọi người nhé. Thì cái này trong này mình lắp y như thế thôi mà mọi người ạ. Hai cái một cái dây ra cái ổ điện này nó được chui qua này, tóm lại là từ AC 220 nó phích cắm đây đây này, sẽ đưa tới nguồn nuôi cho nó. Sau đó là một dây đi trực tiếp ra đầu này. À, còn một dây nữa xuyên qua cái quận CT này khi ra đầu của lại. Mình đang đấu như thế nhá mọi người nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu đã chia sẻ cho mọi người, cho các bác amateur hiểu biết về nó rồi. Còn con này thì cái bác này bác đem một đống đồ nên mình sửa dần dần, nên còn cái này nữa sửa. Cái adapter này thôi, cái adapter là cái gì? Cái này chả biết là cái gì, nó như là sóng anten đấy các bạn ạ, không rõ là cái điều khiển gì. Rồi cái này là cái adapter 8,4V 1A như là sạc pin gì ấy. Video này mình sửa mấy cái tạp nham này nhá các bạn nhá. Bác nào thích xem thì xem nhá, mình để ý. Mình làm những video mà làm những cái thứ bình siêu tốc này, điều khiển từ xa thứ ấy, thì thấy lượng người xem đông hẳn. Còn làm những cái kiến thức sâu như bếp từ loại đắt tiền các thứ chẳng hạn này, thì chắc chỉ bạn thợ sẽ xem thôi các bạn ạ. Ôi rồi lỗi IC rồi. Như vậy là con này sẽ IC nguồn, có mạch nguồn các bạn ạ. Khác ghê, xịn kinh các bạn ạ. Đấy, màn màu tím này. Lỗi IC này nhá, để xem luận IC nó là IC gì nhá. Tóm lại là như cái con này của mình ấy, cái con ở dưới này, mình đang lấy nét ở đây nên mọi người nhìn thấy nét ở đây nhá. Còn ông con ở đây không lấy nét được đâu, đồng hồ, à cái máy quay nó thế. Con này ở dưới thì mình nó hạ bằng tụ, sau đó nó sẽ ra được tầm khoảng 8V đấy. Sau đó nó đi qua 7805 nó mới hạ ra 5V nhá các bạn nhá. Hay là 3,3, như con này thì nguồn sung rồi. Chỉnh niu được vào này, sau đó là được bên này là quận. Chỉnh niu ra xong cũng đi qua 7805 này. À 78 7133 chả biết là bao nhiêu, tí ra xem ra bao nhiêu volt nhá. Đó là nguồn sung, nó cũng chẳng cách ni đâu các bạn ạ. Như vậy là để mình luận xem con IC này là gì, có khả năng dòng LLK hay dòng gì đấy, mà không có thì thôi độ nguồn các bạn ạ.
độ nguồn cho người ta thôi. Sửa với giá 50k nhá, đính chính cho mọi người, con này chạy được mình sửa lấy giá 50k để mình soi xem mạng nó bán là bao nhiêu tiền nhá. Hơn 200.000 nhá. Cái này lại khác, cái này thì không mã nó đúng là biết có mã nó không, nhưng mà mình hay mua những cái web uy tín đây, như linh kiện chất lượng này. Những cái web nổi tiếng này xem là linh kiện thành công này để chúng ta xem bao nhiêu nhá. Linh kiện chất lượng bán với giá là 235k nhá. Đấy, kèm CT này. Linh kiện chất lượng nhá. Chào linh kiện chất lượng. Con này thì 310k, cái shop này bán đắt hơn nhá, shop HS shop này. Rồi linh kiện điện tử thành công thì rẻ hơn này, 180k này. Nó tóm lại là nhiều, có khả năng nó lại loại 1, loại 2, loại 3, loại 10 ấy các bạn ạ, nên không rõ được nào một lần đâu. Thôi nhá, dạy giá trên dưới 200k, à trên dưới 200k và mình bạn sửa với giá 50k là hữu nghị rồi các bạn ạ. Đôi khi phải độ mất cái bộ mạch nguồn vào mạch nguồn mua đã hơn chục k rồi chẳng hạn đấy các bạn ạ, để xem IC như nào để xem có độ được không nhá. IC lổ không đâu, CT này, còn con điện chờ này cũng cháy, là con điện chờ bảo vệ quá dòng đấy. Có vết lổ một chút sùi chỗ này một chút nữa. Tóm lại là bây giờ mình sẽ dùng phương pháp độ, nhưng mà vấn đề độ thì là phải test xem con IC được à, xem mạch nó còn sống không đã nhá mọi người nhá. Chứ không thì độ mất công các bạn ạ. Có lẽ là sẽ dùng một cái mạch nguồn xung cách ly sẽ độ cho nó, nhưng bây giờ phải để test xem là mình nhìn có cảm giác như là có một số cái mạch nguồn nó sẽ vừa trong cái khung này được. Nhưng bây giờ tháo cái pin áp vào đã. Tháo cái pin áp kiểu này đi. Cái này cắt đi. Được rồi, không làm ăn gì được nữa cái pin áp này nữa mà. Đó, đã ra pin áp nhá. Bỏ luôn cả IC luôn. Đây nha các bạn nhá. Nó chỉ nêu lửa chu kỳ thôi. Tạo ra thành âm và dương đây này, bởi vì nó cần một dây AC trả rõ là như nào. Tóm lại là dương 300V đây nhá. Tới quận làm việc chính này, đi sang quận làm việc chính tới chân D đấy. Thì đây là quận làm việc chính, còn đây là quận FB phản hồi. Tóm lại là bên này nhá. Đây là mã toàn mạch này, mình thấy ra âm của bảy con IC ổn áp này. Âm tụ cũng âm tụ này. Thì xung dương này được chỉnh đi qua điếu này nhá, tới chân in của nó. Chân in của nó nhìn thì là chân giữa. Còn chân 1 là GND, 2 là chân in, 3 là chân ra nhá. Nó ra không biết là ra bao nhiêu vôn, nhưng mình sẽ cấp 5V ở đây đã chưa đã để xem thế nào nhá. Phát này lên được là mới sửa này, còn khác phát này không lên được là lại giả luôn này các bạn nhá. Rồi ở đây nhá. Nhìn màn hình nhá các bạn nhá. Cấp 5V thì sụt áp con diode xung thì nó chắc chả đủ 5V đâu nhờ, nhưng cứ thử thôi. Mình cấp điện này. Đó, nó lên được mờ mờ. Nó lên mờ mờ nó chả sáng gì cả. Ở đấy sáng rồi, như vậy nó đang ở chế độ tắt. Như vậy nó nhìn như này mới đúng nhá mọi người nhá, 0V. 99kW gì ghê đấy các bạn. Tần số cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thông số thật các bạn nhé. Như vậy như này là xác định là đo thử. Chắc là con mạch adapter nó ra 5V đấy các bạn ạ. Mình đoán thế. Hãy đo đạc thử xem tình trạng nó nguồn ra như nào cho chúng ta lấy thông số nhá. Những video này đa số là chia sẻ cho mọi người biết thông số và biết sửa chữa mà. Thì mát ở đây đi nhá, 5V ở đây. Đó, đi qua đi ốt thì sẽ tụt đấy. Còn 449 ô, như vậy là nó chả tụt tí nào à. Đi ốt xung vào đấy các bạn ạ. Và trên in là chân ở giữa này nhá. Ra đây chắc là 3/3 đấy. Đấy, như vậy là 3/3 nhá. Như vậy là con này nó ra 5V nhá. Bây giờ để xem mình có chơi một trò là lắp há bằng tụ thay thế nó được không nhá. Mà để mình nghĩ xem nó chung mắt không á. Chung GND gì không đã các bạn ạ. Nó ở đây này. Nếu mà một dây AC nó là một đầu vào thì hơi khó để mình luận đã nhá mọi người nhá, để mình xem lắp nguồn xung cách ly thì chắc chắn là được rồi, nhưng mình muốn nó đơn giản hơn mà. Mình sẽ tự nghĩ ra một mạch hạ áp ra 5V này cho nó nhá. Thực ra ấy, nó chính là những cái mạch hạ áp trong quạt điều khiển nó thế thôi, nhưng mà cái này là chúng ta sẽ phải lật lại cái nguồn một chút. Đó là GND nó phải là một dây AC, còn đâu trong quạt điều khiển ấy, thì là cái dương 5V nó là dây AC cơ. Thì bây giờ cái này nó ngược lại nhá, thì nó cũng giống cái con trong này thôi.
các bạn tìm ngày xưa mình từng sửa con PZM051 nổ đục ấy, thì là hình như là nó giống hệt như thế. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn này, đây là hai dây AC vào nhá, còn đây là CT tới nhá. Hai dây AC vào ấy, thì cái dây đây mình đo luôn cho mọi người để chứng minh cho mọi người là mình nhìn mạch đúng nhá, mình đang giải phóng những con tụ, những con tụ ở đây có một con tụ lọc hóa này, đây con tụ dập xung nhiễu, tụ này hai con điện trở này, con diode này là dập xung nhiễu nhá mọi người nhá. Mình loại bỏ nó đi luôn để mình sẽ tận dụng những con diode này để là mạch chỉnh lưu luôn. Thì đây này, chúng ta sẽ lấy này, cái dây này nó chính là mắt toàn mạch, thì trước là nó là âm của 300V này nhá, âm của nguồn 5V ra này các bạn nhá. Đấy, chúng ta sẽ lấy, mình đo hai chiều nó đều bằng 0V nhá. Còn nó cái xung dương ở đây sẽ đi qua con điện xung dương này, đi qua con điện trở cổ trì này nhá, tới đây được chỉnh lưu qua diode này này. Chỉnh đi qua yếu này sẽ được lọc dương âm ở đây, ta sẽ thu được 300V nhá. Ta thu được 300V này, cái 300V nó sẽ tới đây này, nó sẽ đi từ đây sang đây, đó chính là quần làm việc chính. Và cái vị trí này nhá, nó đấu thông sang đây này để là mạch dập xung ngược ấy. Đây mình đo cho mọi người, đây là hai cái để cho mọi người biết hiểu mạch một chút nữa. À, nó cắm vào như này nhá, thì mình để như này thì đây là quần làm việc chính này, đo thông nhá. Còn đây là quận phản hồi nguồn nuôi cũng như là FB nhá. Đó, thì nó sẽ đi từ đây sang đây rồi, nó tới chân D này, sau đó nó sẽ được chập dính sang mặt bên kia ấy, sang vị trí này nhá, và nó đi qua diode này tới đây rồi thì nó lại dính sang vị trí này. Đó, nó thông với nhau nhá, bởi vì chúng ta sẽ hiểu ấy, đây là hai con điện trở, à đây là con điện trở, đây là con tụ kèm con diode này, là ba con linh kiện dập xung ngược nhá, loại bỏ hết nhưng mà sẽ lợi dụng con 204 này của dập xung ngược làm xả cho tụ 105 đó, lấy hết. Còn ở đây nó sẽ có cái mạch nữa này, một cái mạch từ đây, à con này con nguồn mồi, con 475 này nguồn mồi cho con IC này nhá, nguồn mồi xem có đúng không nhá. Đến đây này nó sẽ vào một chân VC IC đấy, đó đây chính là con tụ này là tụ lém đi được nhá, tụ này là tụ hóa lọc VCC cho IC. Bởi vì mình thấy 300V ở đây này, đi qua con 475 này nhá, sẽ đi phi đây được tụ hóa, tụ hóa, tụ tam tang này, tụ gì đây này, tụ có phân cực đấy, dương âm này để lọc các bạn nhá. Sau đó là cái xung dương ở đây, đây sẽ là mát rồi đấy, cái là cái đầu dây này sẽ là mát rồi, thì cái xung dương đây là được chỉnh lưu qua con điếu này gộp tại đây để đi về nhá. Như vậy là những con này chúng ta có thể lém bỏ hết nhá, các bạn đã hiểu được mạch rồi nhá. Mục đích là nó sẽ tạo ra ấy, sau đó là đây này, nó sẽ tạo ra nguồn 5V ấy, thì giờ sẽ nguồn 5V mình sẽ thiết kế, thực ra là copy như mạch khác thôi, sẽ copy như này nhá. Bây giờ mình đạn thả khái, mình sẽ vẽ là cái chân này là chân này nhá, còn cái chân này nó là mắt toàn mạch rồi nhá. Đây là 220 vào, chân này là đây nhá mọi người nhá, thì chân này này thì nó sẽ đi như này. Đầu tiên thì mình có cho nó đi qua tụ đi, cứ để con V là con này ở đây nhá. Đầu tiên sẽ đi qua tụ đó, tụ 105 nhá, và sẽ sử dụng con điện trở 204 này này là 200k này, à, sẽ làm mạch xả cho con tụ này khi rút điện nhá. Tới đây chúng ta sẽ hạn qua một con điện trở 47 ohm hoặc là 15 ohm hoặc bao nhiêu, nhưng mình sẽ lấy con 22 ohm nhá, rồi nhá. Tiếp theo tới đây rồi mình sẽ đi qua một con diode đi nha, diode 5 ở đây 4007 thôi, tháo từ con này hoặc từ con dập xung ngược này, lợi dụng trên mạch luôn nhá. Tại vị trí này chúng ta sẽ phải lắp thêm một con DZ nhá, lắp thêm con DZ thì nó lại là về mát này, tức là về cái DAC này nhá. Đây là DZ 5V1 nhá, thì tại đây ta sẽ có tụ hóa lọc nhá, cũng về mát này, này. Tụ hóa lọc này thì mình không lắp thêm mà chính là con tụ này luôn, thì ta sẽ có được 5V1 đây nhá. 5V1 ra đây này, được tụ hóa này lọc các bạn nhá. Chúng ta tăng con tụ lên 1000mi thì càng tốt, nhưng mà mình nghĩ là cứ để thế thôi. Tóm lại là mình sẽ phải thêm, mình với mình nhìn ấy, thì mình có thể mình sẽ phải lấy linh kiện, bao gồm mình sẽ có là mình phải lấy là 105, 22 ohm, DZ là ba con thôi, còn những con khác mình lấy hết trên này. Nhưng như thế này thì xung dương ở đây này sẽ được lạp ở đây, thì sẽ tạo dòng chảy như thế này, và phần thừa được tràn qua này về mát, thì ta sẽ tích được một cái nguồn 5V1 đây để cho mạch chạy. Nhưng khi mà con tụ này nó đã lạp đầy bên này rồi, với bản cực dương đây, bản cực âm đây rồi, thì đến nửa chu kỳ sau, đến sau nó dương tiếp thì nó chả có dòng chảy qua nữa. Do đó là phải có một con điện
có một con diode để xả các bạn nhé, có một con diode xả. Thì mình tính nó sẽ như này này, mình sẽ lắp một con diode vào chỗ này nhá, 4007 nhá, để lửa chu kỳ đây là dương này thì nó sẽ đi như thế này này, hoặc là nằm nắp con này nằm đây được, nhưng thôi nắp đây được, để cho nó xả, để nó lại làm bản cực dương đây và âm đây, để nó xả hết cái bản cực, cái điện tích dương đây, để lửa chu kỳ sau dương này nó lại đẩy tiếp thì nó mới chạy ấy nhá. Làm như này ấy, thì là mình thấy mạch ok, hoặc là chúng ta không nắp con ở đây mà chúng ta sẽ tịnh tiến con diode DZ nằm sang bên này cũng được. Chúng ta tịnh tiến con DZ nằm sang bên này và chúng ta sẽ phải lắp là con DZ 5V6 nhá, để nó sẽ rơi áp mất 0,7V 0,6V ở đây, mà chúng ta lắp con DZ 5V6 ở đây được thì cái mạch hình như con này này nó làm như thế, nhưng mà mình sẽ lắp như này cho nó ok hơn. Đó, mình sẽ tạo ra nhé, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp thôi và cho mọi người kết quả mình lắp ở vị trí như thế nào và như thế nào để cho nó ra được 5V nhá. Chả cần IC luôn nhá. Lắp y như sơ đồ luôn nhá. Dây AC này nhá. Nó đi qua cái cầu chì này, mình tiện để sẵn đây thôi, tại vị trí này nhá. Nó sẽ đi qua con tụ đang chọn con tụ này. 105630V nhá. Chứ không phải 400V đâu, tụ này tụ xịn, mình mua lắp cho quạt điều khiển thôi. Nó sẽ đi qua cái tụ từ điểm này đi sang điểm này, bởi vì mình sẽ đặt nó nằm ở đây luôn mà. Đấy, từ điểm này sang điểm này nhá, mình có cắt đoạn đây để mình lấy con 200k đây thì mình đặt song song với chân tụ. Đây là chân tụ, đây là chân tụ nhá, nó mạch in nhá. Như vậy là song song với chân tụ nó là con 200k để xả cho nó khi rút điện. Con này ném đi thì mạch vẫn chạy nhá. Có cái rút điện ra mà sờ vào nó rất bị giật đấy. Thì nó sang đến đây rồi. Nó đi đến đây và nó sẽ đi qua con 22 ohm, mình sẽ lắp con 22 ohm này này. Từ chân này đi sang chân này nhá. Nó có vài con diode, con ở đây này. Rồi con ở đây này. Nó là M7, cải cả con này M7, nhưng con này thôi bỏ không sử dụng nữa. Nên có hai con M7 các bạn nhá. Thì đây này mình sẽ cho mọi người con M7 này. Đi qua con 22 đi sang bên này rồi nhá. Sẽ đi qua con M7, đi qua con diode 407 đấy, chính là con 407 là con M7 nhá, là đi qua này này. Con này là con diode xung, mình tháo bỏ đi nhá. Con diode xung nó là SS bao nhiêu ấy. Con này chỉ được áp có 60V thôi, SS14 chỉ được áp có 60V thôi nên chúng ta phải bỏ nó đi bởi nó chỉ như 5V mà. Tóm lại mình đã ném bỏ con này đi và mình thay con diode ok vào, chịu điện áp cao vào nhá. Chịu điện áp cao thì tần số thấp nhá. Đấy, chúng ta phải biết chức năng công dụng của những con lấy trên đấy đấy. Con này này, nó cũng là M7 này. Chịu điện áp cao này. Sang bên này nhá. Sang bên này rồi này thì song song với con tụ 16V 470V nhá. Đây con tụ đấy, sẵn như này nhá. Là con DZ 511 này. Từ dương của nó đây, chân dương đây này. Âm đây mà tràn có 5V1 về mát. Mình thì mình có cái tính cẩn thận nên mình không chơi một con, mình chơi tận hai con luôn cho nó ác nhá. Các bạn nhá, thành con diode DZ 5V 12W luôn nhá. Nên cho nó an toàn cho người ta. Để về mát, và để về mát này thì tương đương với về dây AC này rồi. Thì để dòng xả đây, dòng xả nhá, từ dây AC này nhá. Chính là mát này này, chính là âm ở đây, âm này nhá. Sẽ đẩy qua con diode các bạn ạ. Để mình nhìn xem là chỗ này đang bị nhầm à. Đẩy qua con diode sang tụ. Từ đây mình đang lắp con diode ở đây nhá. Mình không lắp diode đây nữa, mình lắp con diode 407 mình đang lắp ở vị trí này này. Đó, cũng còn M7 tháo trên mạch nhá. Xung dương ở đây sẽ được đi qua cái này. Để sẽ lại chạy từ đây sang bên tụ để xả tụ như mình nói nhá. Đó, bây giờ đã biết vị trí nó rồi thì lắp thêm hai con này nữa rồi để bắt đầu đã test thử. Mình cố gắng chưa lắp cái kia để cho mọi người nhìn được mạch điện khi mình nói đấy. Còn nó lắp con tụ vào thì nó sẽ to thì mọi người sẽ không nhìn được các bạn ạ. Như vậy là như mình nói rồi, mình chỉ lấy đúng thêm ba con linh kiện. 22 ohm này, 105 này. Và DZ, như DZ thì mình thêm hai con đã thành 4 con. DZ mình muốn tăng là độ bền cho người ta mà. Vẫn hơi dần, chân hơi dài. Nắp hãng tụ này, tụ chất lượng kém này đôi khi là nó sẽ nhanh bị giảm trị số, dẫn tới là nguồn ra chập chờn các bạn ạ. Còn hai con DZ kia thì còn lâu nó đã xảy ra trường hợp là chết chập được các bạn ạ. Một con thì xung nguyên đỉnh cao đôi khi còn hay chết chập, nhưng còn hai con thì khó lắm mọi người ạ. Đấy, lắp như này còn gọn hơn lắp IC, độ gọn hơn là lắp mạch nguồn xung nhá mọi người nhá, mình không hạ trực tiếp ấy. À nguồn xung cách ly ấy. Đã xong tụ nhá.
Còn bây giờ điện trở nữa, kiểu gì cũng lựa nó vào được mà. Đúng cái chân vừa nãy cắt ra đây này. Sửa mấy cái đồ này khi mà các bạn am hiểu về mạch ấy, các bạn là nó dễ lắm, nó nhanh. Những cái mạch này mình tưởng tượng trong đầu được nó như nào rồi. Có cái là mình bảo rồi, nó khác với cái mạch quạt điều khiển ấy, đó là mạch quạt điều khiển thì cái một dây AC nó là dương 5V ra. Còn riêng cái mạch này thì một dây AC nó là âm nhá, nó cũng ngược nhau như thế thôi. Chúng ta phải biết để chúng ta vận dụng dòng chảy kín mạch nó ra sao. Mình chia sẻ rất nhiều kiến thức về cái kiểu dòng chảy mạch kín mạch như thế nào ấy, để chúng ta hiểu mạch hơn đấy. Đó thế thôi, còn bây giờ để lấy dây để lắp. Mình còn chơi cái trò mình còn vặn cái này vào đây để cho đỡ ép hỏng màn hình của người ta đấy. Khôn phết đấy, kiên khôn nhỉ các bạn nhỉ. Lại còn ốc vặn mà giữ. Bởi vì đặt trong giữ bàn này ấn mạnh cái nó hỏng sửa màn đấy là sửa mất công các bạn ạ. Tìm mãi mới được cái dây để test thử. Dây hàn thì nhiều, những cái dây con này. À, đo thử nhá. Mình ghim điện này. Nhìn thử cái nó có sáng không? Ôi giời, lên đẹp luôn rồi. Đây nhá, đo cho mọi người nguồn ra nhá. Nguồn ra 5V đây. Đó, mình đang dùng có 5V 1 mà. Ok nhá mọi người nhá. Sau đó nó sẽ hạ ra 3V 3 như kia thôi, chẳng cần đo cái gì nữa cả mọi người nhá. Đấy, từ 220 vào sẽ ra được 5V luôn. Rút ra để mở mặt lên cho chúng ta nhìn mặt phía mặt trên nhá. Chả có CT để đo test thử nhưng mà cái này nó chỉ lỗ nguồn thôi mà. Đây là cái giải pháp cho mọi người khi lỗ nhá. Đây, ghim điện này. Đấy, ok luôn nhá. Xem thông số khi nó đo giống nhau không. Con này của mình nhìn vẫn rõ xịn hơn, sướng hơn. Mình không thích màu tím như này. À, nó vẫn là màn như này thôi, nhưng cái lèn ở dưới nó màu tím thôi các bạn nhé. À, nó đang bị chảy như này. Động mà nó đang bị chảy, à không phải. Nó nằm như thế các bạn ạ. Mình tưởng nó đẩy ra đây cơ. Lại này. 219V, 218V ok nhá. 00A, không có A nào nhá. Con của mình thì 007 bởi vì là con tụ bù. Con tụ 1 mi bây giờ lửa chu kỳ nó là một tụ bù nhá. Nó dây này này, bây giờ nó ăn 0,07 nhá. À, 990kW này cao kinh nhỉ, có thể reset được này. Watt không có này, tần số 50Hz, cái tần số này mình thấy nó không đo không chuẩn đâu. Còn cái này là cái cút phi hay cái gì mình chả rõ, tóm lại nó nhiều thông số chả biết nó đo chuẩn được không hay nó ghi láo thôi. Còn cái đèn này là cái đèn tắt đèn này, bật đèn này. Còn reset cũng được đấy các bạn ạ, ấn giữ nó đi. Đấy, nó sẽ clear cái gì đấy. Đấy, đây, clear cái này. Điều chỉnh cái gì mình chả rõ, mình nó có nhiều thông số lắm mọi người ạ. Ấn giữ là nó sẽ thay đổi, đấy, nó đang nháy nháy cái số 3 kìa. Rồi, chả biết được nữa. Thôi rút ra đi, mình không biết nó cài đặt các bạn nhé. Đó, như vậy là sau một vài bước mình đã xử lý được một chiếc công tơ điện tử với cái lỗi huyền thoại, đó là lỗi IC nguồn. Và cái giải pháp của mình thì nó là như thế vậy nhá. Và mình đính chính cho mọi người ấy, là mình copy lại trên cái mạch này đấy, và mình đã cải tiến DZ của nó ác hơn, ok hơn nhá mọi người nhá. Và nó sẽ có khi nó sẽ bền hơn đấy, chứ IC nguồn bộ nguồn như kia để chán thua cứ lỗ đẹp các bạn nhá. Đây, và lắp vào đây cho chúng ta xem tham khảo khi lắp nó vào đây thì nó sẽ gọn gàng như nào nhá. Cái này thì ốc nó sợ, à nó không có cái gì, nó chỉ thế này, nó lắp vào đây như này luôn. Như cũ luôn nhá, mọi người nhá. Ở đây là cái giải pháp của mình nhá. Không cần cần lắp bo nguồn xung cách ni đâu, chúng ta có nguồn xung cách ni thì cũng được các bạn ạ. Nhưng mà phải tìm cái loại nào mà nó vừa trong này cơ. Video kết thúc. Hy vọng những cái video mình làm thực tế và mình cố gắng mình chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề sửa chữa những cái thiết bị nhỏ nhoi này thôi, nhưng mà sẽ có nhiều bác bị dính và đôi phải vứt bỏ vứt rác nhá mọi người nhá. Và mình đính chính cho mọi người sửa như này không phải là không bền đâu nhá. Và cái bền đấy không còn phụ thuộc vào cái lưới điện của chúng ta xung cao nhiều hay sao nữa. Nhưng ngày xưa con này mình đang sửa cái bếp từ, sau nó liệt cái phím tắt chả tắt được,
Thế là dòng chảy đang rất cao, biết từ đang ăn dòng lớn nên là mình rút ra cái, thế là cái nó sinh ra cái xung phản hồi ngược trên lưới điện AC ấy. Thế nó lổ đụp phát khóc này, đen xì ở bên trong luôn, nhưng may mắn vẫn sửa được bình thường lại các bạn ạ. Thế nó vẫn chạy được bình thường, con này đã sửa một lần rồi mà. Thôi chào mọi người nhá, chúc mọi người làm thành công.